một người đã không thông minh một học sinh không? Không thể nào hỏi kìa. Thế giờ mình sẽ xuống dưới. Hello mọi người. Mọi người có biết là mọi người có bạn được không? Đây, màu nào đậm nhất? Màu đậm nhất không? Ừ. Màu nào đậm nhất? Đố luôn. Trời ơi, sai rồi em ơi. Nếu mà nó dễ dàng như thế thì ai chả làm được. Ơ, gì đấy? Cái gì đấy? Thì không biết. Anh ơi, anh làm gì đâu? Anh làm cái gì? Nó lại thờ. Cái bài là gì? Em ơi, em còn chưa kịp nhìn. Xem video. Chưa, đừng. Không đừng, đừng. Anh làm cái gì ấy? Bao nhiêu sợi tóc? À, bao nhiêu sợi tóc? Đây, đây, đây. Nào. Tôi chơi đây. À,
nghĩa là cái trên với cái dưới nó phải tương đồng với nhau. 22 22 nghĩa là hai cái này hai cái kia, thế này không được thôi. 4 á. 4. Cái hàng đầu tiên thì mình đã đúng rồi nhá. Cái hàng số 3. Cái số 1 vào đây nữa. Ok. Cái này là cái số 3. 22. Ok. Rồi. Cái hàng thứ 2 mình nghĩ là cũng hợp lý rồi. Cái hàng thứ 5 dưới đây thì phải là 5. Ok. Cái này sẽ là 2. 5. Bây giờ chúng ta sẽ đến hàng thứ 4 nhá. 3 cái đúng rồi. Hay 4 cái. Đây là cái này. Ok. Xong. Cửa sau. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với level 20. Giúp thỏ con giành chiến thắng. Thỏ con giành chiến thắng. Vì thế là cái con chú thỏ con này thì nó cũng bắt đầu chạy. Bắt đầu. Khi mà bắt đầu thì chú ngựa với lại chú khỉ đã chạy trước và thỏ con của mình đã không chạy. Chạy đi. Vậy làm sao để cho chú thỏ của mình sẽ qua được cái vạch này? Đẩy lên trước cái con ngựa để chạy. Bắt đầu chạy. Không chạy. Chú thỏ mình không chạy. Bắt đầu tiến lên. Bắt đầu và chữ tiến lên luôn. Bắt đầu tiến lên. Mình ấn mỏi tay luôn, không được luôn rồi ạ. Bộ game luôn. Có cái nào mình không cần phải chạy thì cái chú thọ của mình có thể chiến thắng không? Súp thỏ con giành chiến thắng. Nhưng căn bản là con thỏ của mình nó có chạy đâu mà chiến thắng. Mình phải giúp là sao để chú thỏ của mình không cần chạy cũng giành chiến thắng. Thế mới là giỏi. Thế mới là khổ. Chú thỏ của mình không chạy. Kéo cái bạch ra. Không được luôn. Hay là bỏ cái chú khỉ và chú ngựa đi thì một mình chú thỏ của mình có thể giành thắng. Mình không làm gì được luôn ạ. Bắt đầu. Đứng. À, chạy đi em. Tiến lên. Mình biết vấn đề ở đâu rồi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải đè hai cái ngón tay vô hai chú ngựa và chú khỉ. Đấy, và ấn tiến lên. Chúng ta ấn bắt đầu nhá. Mình sẽ đè hai tay vô đây. Rồi, bắt đầu. Tiến lên nào em. Tiến lên nào. Rồi, xong rồi. Xong rồi. Yeah. Rồi, chúng ta sẽ đánh. Chịu. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với level 21. Chiếc nhẫn đã bị biến mất, hãy giúp cô ấy tìm lại. Chúng ta sẽ có một kiểu cô gái sắp cưới đấy, đang mặc váy cưới đấy, sau đó là có một chú chó, sau đó là một cái hộp đồ ăn liền. Mình phải tìm như nào, mở hộp xúc xích ra. Chú chó ăn như nào, ăn như nào chú chó. Giờ chú chó ăn xong cô cũng tìm được cái nhẫn rồi. Chữ cái tiếng Anh nào mà nhiều người thích nghe nhất? Mọi người có thể level
21, à level 22. Chữ cái tiếng Anh nào mà nhiều người thích nghe nhất? Cho mọi người 10 giây suy nghĩ của mình, chứ mình cũng không biết là chữ tiếng Anh nào thích nghe nhất. I love you. I love you. I love you. Mọi người có thích không? Thích nghe. Listen. Tiếng Anh nào? Chữ tiếng Anh nào mọi người thích? Level 22, chữ cái tiếng Anh nào mà nhiều người thích nghe nhất? Ok, bây giờ thì mình sẽ cho mọi người 10 giây suy nghĩ. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Mình thì mình cũng không biết là chữ tiếng Anh nào. Mình khi nào là I love you. Đúng đấy. I love you. I love you. Các bạn chữ tiếng Anh nào mà nhiều người thích nghe nhất? Chữ cái tiếng Anh nào mà nhiều người thích nghe nhất? Chữ cái tiếng Anh. Chữ cái tiếng Anh nào? Chữ nghe thử. Chữ listen, listen, yeah, listen, listen. Không phải luôn. Phương Má, anh ơi, chữ tiếng Anh nào mà nhiều người thích nghe nhất? Chữ cái tiếng Anh nào mà nhiều người thích nghe nhất? Chữ cái tiếng Anh nào mà nhiều người thích nghe nhất? Thích nghe. Money á? Tiền á? Không, mình có thích nghe đâu. Chữ cái tiếng Anh nào nhiều người? Money. Không phải luôn. Thích nghe nhất money á? Money. Chỉ cần như thế. Chữ cái tiếng Anh nào mà nhiều người thích nghe nhất? Chữ cái. A B C D E F G H I J K L M N O P. Mình đâu biết gì đâu. Chữ cái tiếng Anh. Chữ cái tiếng Anh nào mà nhiều người thích nghe nhất? Không được rồi. Mình sẽ đi học đi. Tuổi thơ cũng
khoảng thời gian của mình. Không biết gì. CD. Xác nhận. Chúc mừng bạn. Câu tiếp theo tôi nghĩ sẽ dễ dàng vượt qua. Ok, để xem là cái câu tiếp theo mình dễ dàng vượt qua như thế nào. Sau. Này, M23, hút thuốc có hại cho sức khỏe. Chính xác. Đúng là có hại cho sức khỏe. Đúng, chính xác. Bây giờ chúng ta sẽ có một điếu thuốc lá. Một thuốc lá không thể di chuyển được. Một cái hình. Một cái hình X và một cái hình dùng ngang. Thật ra cái này cũng không được luôn. Lồng với nhau cũng không được luôn. Sao vậy ta? Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Chúng ta phải ấn dấu X vô đây. Cái này mình vừa làm rồi không được luôn. Thổi xong có thuốc lá cái đấy không? Mọi người hãy cùng mình suy nghĩ xem là mình vừa ấn cái gì. Cái này mình chịu. Like, subscribe, nhấn vào chuông đăng ký để nhận được thông báo video tiếp theo nhé. Bye bye.